trở lại với kênh Luyện Chữ Đẹp Cần Dục. Và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng bút lá tre nữa dành cho các bạn học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia các cuộc thi viết chữ đẹp. Đó là dòng bút Calligraphy 048. Đây là cái bút Calligraphy 048. Về hình dáng và kết cấu bên ngoài, thiết kế gần giống như là cây bút 051 mà mình đã giới thiệu với các bạn trong video trước. Nhưng sự khác nhau giữa cây bút 051 và cây bút 048 đó chính là ngòi bút. Nếu như cây bút 051 mà chúng ta đã được trải nghiệm ở video trước là dòng bút chuyên để viết tựa, viết chữ hoa, chữ sáng tạo và vẽ trang trí, thì dòng bút 048 với thiết kế ngòi nhỏ gọn được giấu vào trong là dòng bút chuyên để viết chữ nhỏ, viết bài thơ, những cái đoạn văn và thiết kế phù hợp cho các bạn tham gia các cuộc thi viết chữ đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ngòi bút của cây viết 048 Calligraphy. Nét bút nhẹ thanh mảnh tạo cảm giác êm và người viết không bị mỏi tay. Bên cạnh viết chữ nhỏ thì cây bút Calligraphy 048 có thể viết được chữ lớn và vẽ trang trí. Nhưng so với cây bút 051 thì cây bút 048 chuyên về viết chữ nhỏ. Vì vậy nếu như chúng ta muốn vẽ trang trí cũng như là viết tựa, viết chữ sáng tạo thì chúng ta nên sử dụng cây bút 051. Các dòng bút Calligraphy của thầy Ánh là những dòng bút tích hợp rất nhiều chức năng khác nhau, có thể viết được chữ lớn, chữ nhỏ, vẽ trang trí. Nhưng mỗi dòng bút thì sẽ có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Khi chúng ta trải nghiệm thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Chúng ta cùng quan sát lại hai dòng bút Calligraphy 051 và 048. Với những bạn yêu chữ thì mình nghĩ rằng chúng ta nên chọn cho mình cả hai dòng bút để cùng nhau trải nghiệm. Nếu như chúng ta viết một bài văn, một cái đoạn thơ có kết hợp vẽ trang trí và sáng tạo thì cây bút 051 sẽ dành cho những nét bút mềm mại, những nét bút trang trí, và khi chúng ta viết những cái tựa bài trở nên thanh thoát và uyển chuyển hơn thì cây bút 048 sẽ giúp cho các bạn viết những câu thơ, những đoạn văn, chữ nhỏ tạo ra những nét thanh, nét đậm, mềm mại. Và chính vì lẽ đó, những bạn yêu chữ thì sẽ không thể nào thiếu được hai cái dòng bút này trong cái hộp bút của mình. Chúng ta sẽ cùng quan sát lại hai mẫu bút. Nếu như các bạn vẫn chưa tìm được cái mẫu bút ưng ý cũng như là hai dòng bút Calligraphy 048 và 051 thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại và Facebook bên dưới link và chúng ta sẽ nhớ nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất của Luyện Chữ Đẹp Cần Dục. Thân chào tất cả các bạn.